Vâng, bây giờ chúng ta quay trở lại với những cái cơ quan mà xếp hạng á, các Vâng. thành phố lớn, thì ở trong đó có anh đánh giá cao những cái bảng xếp hạng của những cái tạp chí hoặc là của những cái cơ quan ở Hoa Kỳ không anh? Ví dụ CNN hay là một số các định chế khác. À, thực ra nó có một cái này nè, tức là khi mà các tổ chức xếp hạng á, là nếu mà chúng ta nhìn vào một số, thường là nó bị như thế này, tức là một số người có khuynh hướng là nhìn vào một số cái chi tiết nhỏ lẻ nào đó mà nó phi thực tiễn, cái này mọi người nói là phủ nhận cái xếp hạng đó, nhưng mà thực ra đối với một cái người hay là một cái cơ quan, khi mà người ta xử lý cái số liệu cho hàng nghìn cái thành phố, hàng trăm cái quốc gia, thì là cái chuyện mà cái sự bất hợp lý của một vài số liệu đó là cái chuyện bình thường đó. Nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận thế này, tức là khi mà cái xếp hạng ấy, cái điều thứ nhất như chúng ta nói ban đầu tiên là thành phố Hồ Chí Minh đều có cái xếp hạng ở trong cái các thành phố nói chung hàng đầu trên thế giới. Nhưng mà có một cái điều mà chúng ta cần đáng quan tâm ấy, là vị trí của thành phố Hồ Chí Minh là rất thấp trong trong các xếp hạng đó, tức là chúng ta là bị một cái ấy, tức là giống như là thi đậu mới thi rớt ấy, nếu mà ai cũng muốn là những người gọi là cuối cùng trong danh sách thi đậu đó hơn là những người đầu tiên trong danh sách thi rớt, hay nói một cách như thế á, là thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đang được một cái á, là chúng ta có mặt trong danh sách thi đậu, có nghĩa là có mặt trong danh sách được xếp hạng, đó là một cái điều rất là đáng tự hào đó, đáng rất là tốt cho thành phố. Nhưng mà cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm á, là so với các đối thủ cạnh tranh của chúng ta, thì vị trí của chúng ta, khoảng cách của chúng ta với các đối thủ cạnh tranh của chúng ta trong khu vực vẫn còn một khoảng cách rất lớn, nhưng mà cái tiềm năng của chúng ta hoàn toàn có thể để trở nên cạnh tranh hoặc là thậm chí cạnh tranh hơn với nhiều cái đô thị trong khu vực. Tôi nghĩ đó là cái điều mà thành phố Hồ Chí Minh nói riêng nên quan tâm, và cả vùng thành phố Hồ Chí Minh cũng thế, và cả Việt Nam cũng như thế, bởi vì cái đầu tàu thành phố Hồ Chí Minh trong hội nhập, trong phát triển là nó cực kỳ quan trọng, không chỉ ý nghĩa cho thành phố mà còn cho cả cả Việt Nam. Ví dụ như việc là thành phố Hồ Chí Minh là một cái trung tâm kinh tế, Vâng. một trung tâm là quốc tế của Việt Nam, thì ở trong khu vực này á thì có một thành phố nào mà về lượng cũng như về 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 cái số lượng dân số đó cũng như về cái chất lượng á của cái sống của thành phố đó là nó tương đương với thành phố Hồ Chí Minh không À, thực ra là tôi xếp hạng là 13 cái 12 cái thành phố trong khu anh? vực, tức là xem thử cái mức độ cạnh tranh từ rất là cao như là Tokyo, Singapore, Hồng Kông là ba cái nơi là coi như là tốt nhất. Rồi đến cái nhóm tiếp theo ấy là gồm có Seoul, Đài Bắc, Bắc Kinh và Thượng Hải. Đó là cái nhóm tiếp theo. Cái nhóm thấp hơn tí nữa ấy, là có Kuala Lumpur, Mumbai, Bangkok. Đó là cái rồi cái nhóm mà cùng với cái xếp hạng của thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta thì có Manila và Philippines. Đương nhiên là vị trí của thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta rất là thấp trong cái nhóm thấp đó. Nhưng mà về cái quy mô tất cả đó là 12 cái thành phố mà tôi vừa mới kể tên ra, thực ra đó là cái 12 đối thủ cạnh tranh thực sự của thành phố của chúng ta, có những cái nét tương đồng, có những cái điều kiện đó, nhưng mà nói thực là cái khoảng cách của chúng ta với những đối thủ cạnh tranh của chúng ta là còn một cái khoảng cách nó mà chúng ta cần phải nỗ lực rất là lớn. Nhưng mà cái chuyện mà nỗ lực rất là lớn ấy, thì như trở lại câu chuyện ban đầu chúng ta nói á, chúng ta từng là gọi là hòn ngọc Viễn Đông, tức là nằm trong cái nhóm thành phố dẫn đầu trong khu vực. Đương nhiên là do cái điều cái một trong những cái yếu tố cực kỳ quan trọng ấy làm cho cái khoảng cách của chúng ta nó bị giãn ra ấy, tức là chúng ta bị lùi lại phía sau ấy, là cái chiến tranh. Thực ra khi mà chiến tranh thì tất cả nó không có đầu tư, không có phát triển, không ai làm dài hạn hết. Và chúng ta nói từ bao nhiêu, tức là từ thập niên 1950 tới bây giờ, tức là chưa kể cái giai đoạn trước đó, là coi như là chúng ta liên tục trong cái giai đoạn mà không có thể làm gì được. Và chúng ta thấy rõ ràng rằng sau 30 năm đổi mới thì nó có cái sự là tiến triển tột bậc, nhưng mà do cái giai đoạn mấy 40 ba 40 năm chiến tranh trước đó thì nó làm cho cái khoảng cách của chúng ta nó quá xa so với các đô thị còn lại, cho dù là chúng ta có cái tốc độ tăng trưởng khá là cao, nhưng mà do cái khởi điểm ban đầu tức là cách đây 30 năm nó xa quá rồi, thành bây giờ cái khoảng cách nó vẫn còn xa. Nhưng mà nếu có những cái chiến lược, cái chính sách đúng ấy, thì tôi nghĩ là 10 năm thì có thể tạo ra những cái chuyển biến cơ bản, 20 năm thì có khả năng là bắt kịp các thành phố gọi là ở cái mức trung bình trong khu vực, và nếu mà 30 năm mà làm tốt, tức là đến năm 2000
1945 ấy, tức lúc đó là kỷ niệm 70 năm là thống nhất đất nước và 100 năm độc lập của dân tộc ấy, thì nếu mà cái chiến lược của chúng ta tốt ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể là trở thành một cái thành phố có sức cạnh tranh, thành phố phát triển so với khu vực. Và ngay bây giờ xin mời quý vị quay trở lại với cuộc trao đổi giữa phóng viên chúng tôi với ông Trần Du Lịch về vị trí của thành phố Hồ Chí Minh trên trường quốc tế. Thành phố Hồ Chí Minh thời gian vừa rồi cũng lọt vào khá nhiều bảng xếp hạng trên thế giới, nhưng mà cái thứ hạng thì nó không có cao. Theo ông thì đảng bộ cũng như chính quyền thành phố cần làm những cái gì để giúp cho thành phố có thể thăng hạng so với trong khu vực cũng như là so với chính mình? Trước hết thì phải nói rõ thế này, từ khi cái nghị quyết 20 Bộ Chính trị năm 2002 đó, thì thành phố Hồ Chí Minh không đặt vấn đề là cạnh tranh với các thành phố trong nước, không so với các thành phố trong nước, mà đối thành các nước là cái cộng tác cùng phát triển, cùng kéo lên. Vấn đề của thành phố Hồ Chí Minh làm sao rút ngắn khoảng cách, vấn đề hiện đại hóa, đô thị hóa, phát triển theo hướng văn minh hiện đại đó, là phải rút ngắn khoảng cách so với các nước, thành phố khu vực. Đặc biệt gần nhất của ta là Bangkok. Gần đây chúng tôi xem tài liệu xếp hạng đô thị của tổ chức Mercer đó, trong 170 các thành phố thì thành phố Hồ Chí Minh ở cái rơi đó khoảng 150 đấy. Có nghĩa là xếp hạng đô thị vẫn còn ở mức rất là thấp. Ở đây nó liên quan đến chất lượng sống, chất lượng đô thị trên tất nhiều mặt, kể cả về kết cấu hạ tầng, vấn đề dân cư, vấn đề quản lý đô thị, vấn đề nhiều mặt, kể cả vấn đề là môi trường kinh doanh. Chính vì vậy đó thì từ lâu thành phố đã đặt ra cái bài toán cho mình là phải nâng cao cái vấn đề trong công tác quy hoạch, và đặc biệt là bố trí lại cái lực lượng sản xuất. Thì tôi nghĩ rằng trong thời gian tới này phải có bộ tiêu chí của một đô thị văn minh hiện đại, đặc biệt làm đô thị sống tốt, mà trên thế giới này nhiều đô thị người ta hướng tới, vì hiện nay thành phố còn xếp ở cái hạng nó còn quá xa. Dù chưa có được thứ hạng cao trong quá trình hội nhập quốc tế, nhưng không thể phủ nhận vai trò đầu tàu của thành phố Hồ Chí Minh trong việc thúc đẩy nền kinh tế. Cũng như Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh được xem là thành phố trọng điểm của khu vực kinh tế phía Nam của đất nước, tạo nên động lực để kéo sự tăng trưởng tại các khu vực lân cận. Tuy vậy, thành phố vẫn luôn phải đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình vận hành phát triển của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực nguồn lực và hạ tầng. Đường phố của thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng từ thời Pháp thuộc, đến nay đã trở nên tương đối nhỏ. Tôi cho rằng bên cạnh việc gìn giữ những nét văn hóa xưa cũ, thành phố vẫn phải cho thế giới thấy được sự chuyển mình của các bạn. Cái nguồn lực để phát triển về hạ tầng hay là về vốn con người thì cũng đều là vấn đề đặt ra. Những cái vấn đề khác, ví dụ như là trong vấn đề về hội nhập thì nó sẽ đặt ra những vấn đề về tính chuyên nghiệp, kể cả từ bộ máy nhà nước cho đến là doanh nghiệp. Có rất nhiều việc là xử lý chúng ta tốc độ nó còn khá là chậm. Cái tính đồng bộ nó chưa cao. Đứng về phía doanh nghiệp, ông Phạm Hải Tùng cho rằng các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh cần hơn nữa sự quan tâm của nhà nước khi bước vào giai đoạn hội nhập, nhất là khi trước đó đã chịu tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Nhưng sắp tới chúng ta sẽ phải đối đầu với rất nhiều cái thị phần quan trọng, là tức là cạnh tranh mạnh hơn rất nhiều. Nếu như TPP được ký kết sắp tới, hàng rào thuế quan sẽ không còn nữa. Các doanh nghiệp đã cần hơn bao giờ hết những sự hỗ trợ mạnh hơn nữa của nhà nước. Hỗ trợ từ tiếp cận nguồn vốn, hỗ trợ về chính sách, thao gỡ rất nhiều khó khăn về cải cách hành chính. Vì đâu vẫn tồn tại những thách thức này, các chuyên gia đã chỉ ra nguyên nhân chủ yếu là mặc dù đóng góp nhiều cho tăng trưởng GDP, nhưng thành phố chưa được đầu tư một cách đúng mức. Và cũng xét về các cái tỷ trọng đóng góp về GDP, về ngân sách và một số chỉ tiêu khác, thì thành phố Hồ Chí Minh cũng làm thành phố năng động và đóng góp khá nhiều cho cả nước. Như vậy thì rõ ràng ở đây thì nó có vấn đề là chúng ta cần phải nuôi dưỡng cái việc đóng góp đó như thế nào để cho nó phát triển tốt hơn. Chúng ta đã biết là thành phố Hồ Chí Minh thì cái tỷ lệ ngân sách được để lại khá là thấp. Ví dụ Thượng Hải họ được để lại là 40% ngân sách thu được trên địa bàn. Ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay chúng ta mới chỉ được đẩy lại là 23% thôi. Các quốc gia trên thế giới đều dành một khoản ngân sách tương xứng để tái đầu tư cho đô thị trọng điểm. Phải chăng thành phố Hồ Chí Minh cần được hưởng một cơ chế hợp lý hơn để có thể phát huy hiệu quả vai trò đầu tàu của mình?